dung thứ hai ở video ngày hôm nay là công cụ Task Capture. Mình sẽ chia sẻ về khái niệm, các tính năng và chế độ của công cụ Task Capture. Đầu tiên là về khái niệm. UiPath Task Capture là một công cụ khám phá quy trình cho phép bạn dễ dàng ghi lại, điều chỉnh và chia sẻ tài liệu quy trình trong quá trình quét để cải thiện hoặc tự động hóa một quy trình. Vậy, những người sử dụng công cụ này là ai? Thì Task Capture được sử dụng bởi một số đối tượng khác nhau để tài liệu hóa quy trình kinh doanh và tối ưu hóa quy trình tự động hóa. Cụ thể, những đối tượng sau sử dụng Task Capture. Đầu tiên là người dùng kinh doanh. Thì người dùng kinh doanh chủ yếu sử dụng Task Capture để tài liệu hóa các quy trình kinh doanh. Họ cũng chia sẻ chuyên môn của họ về việc chuyển giao công việc để tăng tốc độ cho dự án tự động hóa. Tiếp theo là các chuyên gia chủ đề. Thì chuyên gia chủ đề cung cấp cái nhìn sâu hơn về các quy trình kinh doanh nhằm mục đích tối ưu hóa và tự động hóa. Tiếp theo là các thành viên của trung tâm hiệu suất. Thì họ sử dụng Task Capture để tài liệu hóa các quy trình hiện tại để tự động hóa chúng. Và cuối cùng là các nhà lập trình RPA. Thì nhà lập trình RPA sử dụng các quy trình được tài liệu hóa bằng Task Capture cho mục đích phân tích và gỡ lỗi, từ đó tăng tốc quá trình tự động hóa. Qua đó ta thấy được Task Capture đóng vai trò quan trọng trong việc tài liệu hóa và tối ưu hóa quy trình, giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro từ lỗi và chậm trễ trong quy trình, tối ưu hóa quy trình để giảm thiểu hoạt động lặp lại và lãng phí tài nguyên, tăng cường hiệu suất và sự linh hoạt, và đảm bảo tuân thủ, tăng cường hiệu quả. Task Capture cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình kinh doanh và tài liệu hóa chúng một cách dễ dàng. Dưới đây là các tính năng chính của Task Capture. Đầu tiên, Task Capture cho phép tự động tài liệu hóa mọi chi tiết của quy trình một cách tự động với sự cố gắng tối thiểu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người dùng. Tiếp theo, Task Capture cung cấp trình soạn thảo luồng làm việc độc quyền mạnh mẽ để tối ưu hóa bản đồ quy trình bằng cách kết hợp quy tắc kinh doanh và biến thể, giúp người dùng nâng cao hiệu quả của quy trình. Thứ ba, Task Capture cho phép tinh chỉnh ảnh chụp màn hình bằng trình soạn thảo hình ảnh tích hợp, giúp người dùng cải thiện chất lượng của hình ảnh để tài liệu hóa quy trình một cách chính xác. Thứ tư, tích hợp công nghệ OCR để trích xuất văn bản từ bất kỳ ảnh chụp màn hình nào, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi thông tin từ hình ảnh sang văn bản có thể chỉnh sửa. Thứ năm, Task Capture cho phép chia sẻ bản đồ quy trình dưới dạng tài liệu định nghĩa quy trình trong định giá có thể chỉnh sửa, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ và cộng tác trên quy trình kinh doanh. Và cuối cùng, Task Capture cho phép xuất bản đồ quy trình dưới dạng khung tự động hóa cơ bản trong UiPath Studio, giúp người dùng tạo nền tảng cho việc tự động hóa quy trình một cách hiệu quả. Công cụ Task Capture có hai chế độ. Đầu tiên là chế độ ghi lại quy trình. Ở chế độ này, chúng ta có thể ghi lại các bước của quy trình khi thực hiện chúng. Người dùng kinh doanh có thể sử dụng tùy chọn này để ghi lại các bước của một quy trình trong vài phút. Tài liệu kết quả sau đó có thể được sử dụng để đào tạo người khác để cải thiện quy trình hoặc tự động hóa nó. Tùy chọn thứ hai và phức tạp hơn là xây dựng sơ đồ. Một số hoạt động khi sử dụng ghi lại quy trình sẽ không thể mô tả hết các bước, các luồng đi của quy trình, thì chúng ta sẽ sử dụng chế độ xây dựng sơ đồ để mô tả nó. Chế độ này được sử dụng khi tạo biểu đồ quy trình mà muốn thêm các bước cá nhân và chỉ định các chi tiết từ các thành viên liên quan tới dự án để tài liệu được mô tả kỹ lưỡng về các quy trình kinh doanh với các ngoại lệ và các chi tiết liên quan khác. Để các bạn dễ hình dung hơn, sau đây mình có một ví dụ để demo sử dụng công cụ Task Capture để vẽ quy trình BPM in. Tình huống đưa ra như sau. Đội kế toán của một công ty sử dụng một ứng dụng để ghi lại hóa đơn. Giả sử bạn là chuyên gia quy trình phụ trách việc ghi lại hóa đơn, thì khi nhà cung cấp không được tìm thấy trong hệ thống, nhiệm vụ của bạn là thêm nó vào. Và công ty muốn tự động hóa hoàn toàn bộ quy trình thêm nhà cung cấp mới, và bạn đã được yêu cầu tài liệu hóa quy trình này. Ở đây mình đặt vấn đề là mình quyết định sử dụng công cụ Task Capture để tài liệu hóa quy trình. Vậy câu hỏi đặt ra là mình sẽ sử dụng chế độ nào trong hai chế độ của công cụ Task Capture? Và xem xét quy trình đưa ra trong tình huống, ta sẽ thấy thứ nhất
là quy trình không có số biến quan trọng hoặc là các điểm quyết định. Thứ hai, quy trình được thực hiện theo cùng một cách và lặp đi lặp lại đối với tất cả các nhà cung cấp không được tìm thấy trong hệ thống. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng chế độ ghi lại quy trình để tài liệu hóa quy trình này. Để các bạn dễ hình dung và hiểu cách sử dụng công cụ Task Capture, mình sẽ demo thực hiện tài liệu hóa quy trình theo nhà cung cấp bằng cách sử dụng Task Capture. Thì trước khi bắt đầu, mình sẽ giới thiệu sơ lược qua về công cụ này. Như trên màn hình các bạn có thể thấy, đây là giao diện chính khi các bạn mới mở ứng dụng Task Capture lên. Đối với những bạn lần đầu sử dụng, nó sẽ hiện lên pop-up để cung cấp cho các bạn video hướng dẫn, tài liệu khoa học và các khóa đào tạo sử dụng công cụ để hỗ trợ bạn. Chúng ta cũng có thể mở những file có sẵn hoặc là cài đặt cấu hình theo nhu cầu mong muốn của chúng ta để thực hiện tự động hóa quy trình. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu tạo một tài liệu mới bằng cách click vào New Document. Thì trên màn hình sẽ hiện ra hai chế độ tùy chọn để mình chọn. Nếu các bạn muốn tự xây biểu đồ, sẽ có những biểu đồ, biểu tượng và ký hiệu BPMN ở bên trái màn hình để các bạn vẽ. Và nếu các bạn chọn ghi lại quy trình thì hệ thống sẽ tạo ra biểu đồ dựa trên những hành động mà bạn thực thi. Ở đây thì mình sẽ chọn ghi lại quy trình để thực hiện ghi lại quy trình thêm nhà cung cấp mới theo như tình huống mình đưa ra khi nãy. Một lưu ý nhỏ trước khi bắt đầu ghi hình đó là các bạn cần chú ý đóng hết các cửa sổ không liên quan để tránh việc ứng dụng ghi lại những hoạt động không cần thiết và không liên quan đến quy trình. Thì các bạn có thể thấy đây là phần mềm dùng để thêm nhà cung cấp mà phòng kế toán của công ty sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu ghi lại quy trình thêm nhà cung cấp mới. Đầu tiên mình sẽ click chọn New Supplier. Nó sẽ hiện lên một pop-up gồm nhiều trường thông tin. Thì mình sẽ điền các trường thông tin về nhà cung cấp. Sẽ có những trường bắt buộc và những trường không bắt buộc. Sau khi điền xong, mình sẽ click vào Shape để lưu thông tin. Màn hình sẽ hiển thị thêm nhà cung cấp mới trong danh sách nhà cung cấp. Thì để tránh ghi lại các hoạt động không liên quan thì các bạn có thể click Pause để tạm dừng rồi chuyển tới bước tiếp theo và tiếp tục ghi hình. Sau khi hoàn thành quy trình thì mình sẽ click Stop. Và ứng dụng Task Capture sẽ tự động tạo ra biểu đồ dựa trên các bước mình thực thi. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh sửa biểu đồ hoặc là thêm tiêu đề và mô tả cho từng bước. Hoặc là các bạn có thể thêm các điểm quyết định vào các biểu đồ. Thì cái việc cấu hình như vậy có thể giúp biểu đồ của bạn được hoàn chỉnh và chính xác hơn. Sau khi hoàn thành, các bạn có thể xuất file thành các dạng tùy nhu cầu của cá nhân. Ở đây mình sẽ muốn xuất ra Word, nên là mình sẽ chọn là xuất ra Word. Hệ thống sẽ cho bạn tùy chỉnh tiêu đề và mô tả, cũng như là template document mà bạn mong muốn. Và mình sẽ chọn xuất ra. Như các bạn có thể thấy, đây là tài liệu PDD mô tả quy trình thêm nhà cung cấp. Và nó sẽ có các biểu đồ và có những mô tả cũng như là các màn hình thực hiện quy trình.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tự động hóa tài liệu quy trình thêm nhà cung cấp. Hy vọng là hướng dẫn sử dụng công cụ Task Capture này sẽ giúp ích cho các bạn. Để các bạn có thể dễ hình dung hơn và hiểu cách sử dụng công cụ Task Capture, thì mình sẽ demo thực hiện tài liệu hóa quy trình thêm nhà cung cấp bằng Task Capture. Thì trước khi bắt đầu, mình sẽ giới thiệu sơ lược qua về công cụ này. Thì như trên màn hình các bạn có thể thấy, đây là giao diện chính khi các bạn mở ứng dụng Task Capture lên. Đối với những bạn lần đầu sử dụng, nó sẽ hiện lên pop-up để cung cấp cho các bạn video hướng dẫn, tài liệu và các khóa đào tạo sử dụng công cụ để hỗ trợ bạn. Chúng ta có thể mở các file có sẵn hoặc là cài đặt cấu hình công cụ theo nhu cầu mong muốn của chúng ta khi tự động hóa quy trình. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu tạo một tài liệu mới bằng click vào New Document. Thì trên màn hình sẽ có hiện ra hai chế độ tùy chọn để mình chọn. Nếu các bạn muốn tự xây biểu đồ, các bạn sẽ bấm vào đây và tùy chọn. Ở đây có những biểu tượng ký hiệu BPMN ở bên trái màn hình để các bạn có thể vẽ. Và nếu các bạn chọn ghi lại quy trình thì hệ thống sẽ tạo ra biểu đồ dựa trên những hành động mà các bạn thực thi. Ở đây thì mình sẽ chọn ghi lại quy trình để thực hiện ghi lại quy trình thêm nhà cung cấp mới theo như tình huống mà mình đưa ra khi nãy. Các bạn có thể thấy đây là phần mềm dùng để thêm nhà cung cấp mà phòng kế toán của công ty sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu ghi lại quy trình mình thêm nhà cung cấp mới. Thì mình sẽ bắt đầu bấm Start Capture. Bước đầu tiên trong cái quy trình tạo nhà cung cấp mới là bấm New Supplier. Tiếp theo mình sẽ điền các trường thông tin về nhà cung cấp, thì sẽ có những trường bắt buộc và những trường không bắt buộc. Sau khi mình điền xong, mình sẽ click vào Save để lưu thông tin. Màn hình sẽ hiển thị thêm nhà cung cấp mới trong danh sách nhà cung cấp. Để tránh ghi lại các hoạt động không liên quan thì các bạn có thể click Pause để tạm dừng rồi chuyển tới các bước tiếp theo và tiếp tục ghi màn hình. Sau khi hoàn thành quy trình thì mình click Stop. Ứng dụng Task Capture sẽ tự động tạo ra biểu đồ dựa trên các bước mà mình thực thi. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh sửa biểu đồ. Và công cụ Task Capture này nó cũng sẽ thông báo nếu như thấy những cái hành động nó tương tự nhau để nó hỏi mình là mình có muốn gộp những cái bước này lại hay không. Và ở đây các bạn có thể chỉnh sửa các biểu đồ để phù hợp và chính xác với cái quy trình mà mình muốn xây dựng lên. Ngoài ra các bạn cũng có thể thêm tiêu đề và viết mô tả cho từng bước. Thì sau khi hoàn thành, các bạn có thể xuất file thành các dạng tùy theo nhu cầu cá nhân. Thì ở đây mình muốn xuất ra PDD document. Hệ thống sẽ cho mình chỉnh sửa lại tên cũng như là mô tả về cái tài liệu này. Và các bạn cũng có thể tùy chỉnh và tùy chọn template document mà mình mong muốn. Thì như các bạn có thể thấy, đây là tài liệu PDD mô tả quy trình thêm nhà cung cấp. Nó sẽ có các biểu đồ mô tả
cũng như là các màn hình thực hiện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xuất file này thành UiPath Studio. Và các bạn có thể tùy chọn tùy theo nhu cầu của các bạn. Và như các bạn có thể thấy, các bạn có thể xuất ra file UiPath Studio để có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của cá nhân và phục vụ cho mong muốn mục đích của các bạn khi thực hiện tự động hóa quy trình. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tự động hóa tài liệu quy trình thêm nhà cung cấp. Thì hy vọng là hướng dẫn này sẽ giúp ích cho các bạn. Thông qua video này, mình hy vọng là các bạn sẽ hiểu được công cụ BPMN là một phương tiện mạnh mẽ để mô hình hóa quy trình kinh doanh, và công cụ TaskCapture là một công cụ để giúp ghi lại hoạt động của người dùng ở trên máy tính. Qua đó thì cũng mong các bạn sẽ hiểu được sự kết hợp giữa BPMN và TaskCapture để hiểu và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh để cải thiện được hiệu suất, và cũng như là biết cách sử dụng TaskCapture trong công việc hiện nay.